xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Hôm nay thì Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn về một số những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta thiết kế một cái phòng khách, để chúng ta có một cái phòng khách nó đẹp nhất để tiếp đón những cái vị khách của chúng ta đến chơi những cái công trình, những cái ngôi nhà của chúng ta nhé quý vị các bạn nhé. Thì ngày xưa các cụ chúng ta đã có câu là tiền khách hậu chủ, nghĩa là sao ạ? Nghĩa là mọi những cái điều tốt đẹp nhất, những cái gì mà tốt nhất, mà những cái gì mà mình mong muốn được khi mà khách đến chơi nhà, mình muốn được mang ra để phục vụ cả cái vị khách đó, cũng như là để mang ra để tiếp đón những cái vị khách quý của chúng ta đó, làm cho cái vị khách đấy hài lòng, và khi mà ra về thì chúng ta cũng sẽ không bị gọi là ảnh hưởng hay là tai tiếng gì trong cái quá trình mà chúng ta tiếp khách. Đấy cũng là một trong những cái văn hóa hay là những cái tập tục của người Việt của chúng ta ngày từ trước đến giờ, đúng không ạ? Thế thì cái phòng khách là một trong những cái phòng mà cực kỳ quan trọng đối với lại gia đình, gia chủ, nó là cái bộ mặt của gia đình. Bởi vì khi mà khách đến thì chúng ta thường là ngồi để trong tiếp khách. Vậy trong cái phòng khách thì có những cái lưu ý gì mà chúng ta cần phải quan tâm, cần phải lưu ý, và trong cái thiết kế chúng ta cần phải bố trí ra sao? Đó, thì Cường xin phép chia sẻ cái này cho bà con để bà con có thể là nắm bắt được. Và khi mà chúng ta làm việc với các kiến trúc sư thì chúng ta cũng có trình bày thêm những cái ý kiến, những cái ý tưởng cho kiến trúc sư để họ có thể là làm được cho cái công trình của chúng ta nó tốt nhất các bạn nhé. Đầu tiên ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải nói đến cái phòng khách. Phòng khách thì hiện nay là chúng ta cũng sẽ có cái phòng khách ở cái khu vực đô thị và cái khu vực là ở nông thôn. Thì mỗi một cái khu vực đô thị và nông thôn này thì các cái phòng khách nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhé các bạn nhé. Và phòng khách ở khu biệt thự nó khác nhau hoàn toàn. Đó. Đối với những gia chủ mà hay tiếp khách thì chúng ta thường thường là sẽ có một cái phòng khách riêng. Còn những gia chủ mà thường thường là để một cái phòng sinh hoạt chung đó, đấy người ta cũng gọi là một cái khu vực phòng khách. Và ở các cái vùng quê, những cái ở vùng quê thì các cái đồ nội thất trong cái phòng khách thường thường là kệ gỗ, đồ thờ, đồ tủ thờ, vân vân. Đó, thì chúng ta cũng thường là kết hợp các cái không gian với nhau. Đấy, còn là ở khi mà chúng ta ở trên thành phố, thành thị thì cái không gian thường thường nó rất là hẹp và chật. Thì các kiến trúc sư thường thường là sẽ đưa ra những không gian trườn, những cái không gian mà vay mượn, những cái không gian để làm sao để chúng ta có thể kết nối được các cái không gian lại với nhau. Đó, và chúng ta sẽ nhìn nó hòa quyện không gian với nhau, và làm nó làm cho cái không gian các cái phòng của chúng ta nó rộng hơn và nó sang hơn nhé quý vị và các bạn. Còn là trong quá trình mà chúng ta làm nhà thì Cường cũng đã làm rất nhiều những cái công trình nhà phố, nhà tầng hay biệt thự, và những cái nhà một tầng thì là hiện nay bà con đang làm rất là nhiều. Thì các bạn đã biết rồi, những cái công trình nhà một tầng ấy, thì là cái khu đất của nhà chúng ta rất là rộng, rất là rộng. Nó rơi vào khoảng từ 100m² đổ lên thì chúng ta mới có thể là kết nối không gian, chúng ta mới có thể là làm nó mới đẹp được. Chứ còn nếu mà chúng ta nhỏ quá thì cũng rất là khó. Đó, vậy nên là khi mà đối với những ngôi nhà vườn, những cái biệt thự vườn ấy, thì chúng ta cần phải xác định được rõ là làm sao để cho cái không gian của chúng ta nó không bị chồng chéo không gian. Đó, và nó cần phải hòa quyện, nó kết nối với nhau và nó phù hợp nhé các bạn nhé. Đấy là một trong những cái điểm mà chúng ta cũng cần phải xem xét và lưu ý trong cái công trình của chúng ta. Cái tiếp theo là chúng ta cần phải nói đến trong quá trình mà chúng ta thiết kế phòng khách có những cái lưu ý này. Khi mà Cường đã làm việc với rất nhiều các cái chủ đầu tư thì cũng có những chủ đầu tư họ sẽ yêu cầu là khi mà làm một cái không gian phòng khách thì chúng ta cần phải lắp đặt những cái điều hòa. Và tại sao chúng ta cần phải lắp đặt điều hòa thì Cường cũng xin phép và chia sẻ cho các bạn là đối với khí hậu của chúng ta, mùa hè nó rất là nóng. Nhất là thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội này cũng vậy thôi, mùa hè rất là nóng nực, các cái tỉnh mà ở ven biển mùa hè cực kỳ nóng luôn. Đấy, thì khi mà chúng ta thiết kế một cái không gian thì các bạn cần phải lưu ý xem là cái thiết bị, cái công nghệ chúng ta đặt ở trong đấy, điều hòa không khí chúng ta sẽ thiết kế như thế nào, đi ra sao, và để chúng ta bố trí làm sao cho nó phù hợp.
Thật sự ra thì nhiều các bạn kiến trúc sư mà không có kinh nghiệm hay là chưa có kinh nghiệm nhiều ạ, hoặc là trong quá trình mà gia chủ làm, gia chủ chưa nghĩ đến, thì cái vấn đề đấy nó thường thường là chúng ta bị bỏ quên. Và đến khi mà chúng ta đi vào sử dụng cái công trình của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy những cái bất cập. Vậy nên là đối với Cường cũng như các anh em trong kiến trúc HCG luôn luôn là đặt ra những cái câu hỏi cho gia chủ là anh có tư vấn, trước khi tư vấn là mình đã hỏi ngay gia chủ là có làm cái điều hòa không, có lắp cái điều hòa vào cái không gian của chúng ta không, để là chúng ta bố trí, chúng ta làm luôn cái không gian đấy cho nó phù hợp, đúng không quý vị các bạn. Và trong một cái không gian phòng khách ấy, nó là một trong những cái không gian nó thể hiện cái bộ mặt của gia chủ. Đó, nó thể hiện những cái gì mà trang trọng hay là những cái phong cách của gia chủ. Đó, vậy nên nó cũng có những cái lưu ý tiếp theo ở đây, đó chính là cái trang trí ra sao, tông màu như thế nào. Đó. Ví dụ như là chúng ta làm một cái công trình nhà ở Tân Cổ thì là từ cái hình thức bên ngoài cho đến cái không gian bên trong phòng khách, chúng ta cũng cần phải có được những cái sự đồng điệu về không gian, thì cái công trình của chúng ta mới đạt được. Hai nữa là từ cái sự đồng điệu đấy, từ cái độ đồng điệu không gian đấy thì chúng ta mới có cái lựa chọn được cái tông màu, cái màu sắc cho cái không gian, cho cái công trình của chúng ta. Đấy là cái yếu tố mà Cường đang muốn nói ở đây, đấy là cái không gian của màu sắc nhé các bạn nhé. Đối với cái vật liệu mà để chúng ta làm cho cái công trình của chúng ta thì là chúng ta phải có các cái hai cái vật liệu cơ bản, đó chính là các cái vật liệu liên quan đến phần trần, phần tường và phần sàn. Chúng ta sẽ thấy ở đây đó chính là phần sàn thì cũng có rất là nhiều các cái loại vật liệu khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể là lát bằng gạch với những họa tiết hoa văn, hoặc là gạch trơn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng ở đây đó chính là làm sàn gỗ hoặc là sàn nhựa giả gỗ, những cái sàn công nghiệp. Đấy là chúng ta có thể là sử dụng các loại sàn, và không nữa thì chúng ta có thể là sử dụng là giải thảm. Thì đấy là về cái nền. Còn là về trần thì hiện nay có ở các vùng quê thì đa phần là chúng ta sẽ làm những cái nhà rất là rộng, và chúng ta sẽ sử dụng những trần gỗ rất là to, rất là rộng, để làm sao để cho cái không gian cái trần gỗ ấy nó cực kỳ là sang trọng. Đấy thì cũng có rất nhiều những cái mẫu trần gỗ rất đẹp mà chúng ta cần phải lưu ý về những cái khuôn, những cái khung để chúng ta đặt vào làm sao cho nó phù hợp về cái trần gỗ đấy. Thế còn là khi mà chúng ta làm trần thì hiện nay có rất nhiều các loại trần cho cái công trình chúng ta đẹp nó khác nhau. Ví dụ như là trần thạch cao đó, thì trần thạch cao hoặc là trần formic, trần bằng tấm mic ấy. Đấy thì trần nhựa đó thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn cho cái không gian của mình nó phù hợp để chúng ta làm. Hoặc là trần thạch cao chúng ta có thể là kết hợp với lại mạ vàng, hay là chúng ta sơn màu. Đấy thì chúng ta có thể là có những cái thiết kế nó phù hợp. Thế còn là còn nhiều bạn thì còn hay hỏi Cường nữa những cái câu hỏi liên quan đến phòng khách. Ví dụ như anh Cường ơi, em có thể là ốp tường phòng khách được không, hay là phòng khách của em bị mốc thì làm như thế nào. Đấy thì trong một cái không gian mà nói về cái không gian phòng khách thì Cường cũng xin phép chia sẻ cho các bạn là nếu mà chúng ta những cái ngôi nhà mà chúng ta nếu mà chúng ta ốp tường thì các bạn cần phải lưu ý cho Cường một cái ở đây, đó chính là cái chất liệu của viên gạch, cái màu sắc của gạch làm sao cho nó đồng nhất, và cái hình thức của cái gạch đấy nó phải đồng điệu với lại cái không gian. Và khi mà chúng ta ốp gạch thì là nó cái không gian của chúng ta nó sẽ rất là đẹp, sang, bền, và chúng ta có thể là lau được bụi, hay là chúng ta dễ dàng tẩy rửa. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta lựa chọn sao cho nó phù hợp, và chúng ta cũng có thể tránh được ẩm mốc cho cái không gian phòng khách của chúng ta. Cái mà ở khu vực phố mà chúng ta hay gặp phải ở đây đó chính là thấm giữa hai khe của cái công trình, giữa hai khe của ngôi nhà, thì xử lý bằng cách là chúng một là chúng ta cần phải vét sạch cái lớp vữa trong phòng khách của các bạn đi. Thứ hai là chúng ta chát lại, xử lý chống thấm, chúng ta chát lại, xử lý chống thấm mái, chúng ta xử lý chống thấm khe, chúng ta chát lại và chúng ta ốp gạch, hoặc là chúng ta ấy, thì cái phòng khách của chúng ta mới không bị hiện tượng là thấm nha các bạn nhé. Thì trong video sau mình xin phép là chia sẻ cho quý vị các bạn về điều đó. Chứ còn là một trong những cái điều nữa mà các bạn cũng hay hỏi Cường là anh Cường ơi, trong thiết kế phòng khách mình có nên
kết hợp giữa hồ cá koi, thiên nhiên vào trong cái phòng khách của mình không? Thì Cường đã làm rất nhiều công trình rồi. Một tháng Cường làm khoảng tầm 60-100 công trình các bạn ạ. Thì Cường cũng xin phép và chia sẻ cho các bạn là đối với lại những cái không gian mà chúng ta đối với những cái không gian ấy mà chúng ta kết hợp giữa hồ cá koi và các hồ cá chúng ta nuôi cá rồng chẳng hạn đấy, cá koi chẳng hạn đấy, kết hợp giữa hồ cá koi, cây xanh, cây kiểng, các cái cây xanh hay là kết hợp với lại nuôi chim đấy, thì Cường xin phép chia sẻ cho các bạn là những cái bộ môn đấy là những cái bộ môn mà nó yêu cầu về cái vấn đề liên quan đến chăm sóc nó rất là cao. Vậy nên là các bạn phải xác định được rõ là mình có chăm sóc được không để mình bố trí ạ. Đó, không gian nếu mà mình bố trí vào nó rất là đẹp, rất là sang trọng, rất là chuẩn. Thế nhưng mà mình cần phải xác định là xem chúng ta là bố trí không gian đấy nó như thế nào. Bố trí không gian thế nào mà chúng ta có thời gian để chúng ta chăm sóc nó không. Đấy, đối với lại cá thì chúng ta cũng cần phải là đạt được đúng độ chuẩn về cái độ pH, hay là chúng ta cũng phải cho ăn đúng giờ này đấy thì nó mới sống được. Chim thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ về cái chất thải của chim thì nó không bị mùi này, hay là đối với lại cây kiểng là những cái cây xanh đấy, ví dụ như là Cường có rất là bên văn phòng mình có rất là nhiều cũng là cây xanh, ví dụ đây là cây xanh của ba bạn là phòng bàn bên cạnh, đây là cây này đó. Đó thì những cái cây kim ngân như thế này thì là mình cũng phải là sao ạ, mình cũng phải chăm sóc nó hàng ngày đó, nó giống như là cái hơi thở của mình cũng phải chăm sóc thì nó mới có thể là sống được, nó tưới nước nó sống được. Thì đấy là chúng ta cũng cần phải xác định nó rất rõ cho cái không gian của chúng ta. Một điều nữa là các bạn còn hay hỏi Cường là trong một cái phòng khách ấy thì là mình có cái vấn đề an toàn thì mình phải xử lý như thế nào. Thì thực sự ra những cái phòng khách mà nhà một tầng thì mình không nói nhiều làm gì, nhưng mà đối với những phòng khách mà biệt thự mà kết hợp với lại khoảng thang này, giếng trời này thì nó rất là nguy hiểm. Đôi khi là những vật dụng nó rơi này, hay là có những cái tác nhân tác động khác nó vào trong công trình hay là trộm vào trong công trình của chúng ta, thì các bạn cần phải lưu ý cho Cường là chúng ta cũng thể sử dụng những không gian giếng trời thì chúng ta cũng phải sử dụng ở đây đó chính là những cái kính. Ví dụ như chúng ta sử dụng là kính cường lực. Đối với kính cường lực thì là khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ, nếu mà có gặp phải những tác động tác nhân nó vỡ, nó sẽ tạo thành những hàn ngô, nó cũng rất là nguy hiểm cho chúng ta, thì chúng ta có thể sử dụng bằng kính an toàn đó thì nó sẽ tốt hơn, và chúng ta sẽ tốt hơn cho không gian của các bạn. Thế nhưng mà một trong những cái nữa ở đây đó chính là chúng ta phải lựa chọn những cái vật liệu như là những tấm cường không nhớ tên rõ, nhưng mà dạng như kiểu mica trong ấy, thì nó dày và nó rất là dày và nó trong mắt nó không ảnh hưởng gì, nó sẽ ánh sáng nó vẫn xuyên xuống và nó cũng sẽ không phải là kính, nó rất là an toàn trong cái không gian của các bạn. Thì Cường sẽ bình luận cái tên vật liệu đấy xuống bên dưới cho các bạn. Và một cái điều nữa cho cái không gian phòng khách của chúng ta đó chính là chúng ta lắp cái vấn đề an toàn, chúng ta cần lắp cái cam. Thì các bạn cũng cần lưu ý cho Cường là hiện nay có rất là nhiều cái cam, những cái hình thức cái cam ấy, nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là đẹp, nó rất là phù hợp đấy. Thì các cái thiết bị công thông minh ở trong phòng của chúng ta, chúng ta lắp chúng ta phải lưu ý thẩm mỹ một chút. Có những lần mà Cường đi thăm gia chủ, thăm những cái công trình của gia chủ, mình tư vấn rất là rõ ràng là lắp cái cam, cái thương hiệu cái cam rất là nhỏ đấy, nó bé bằng cái mắt kiểu như cái nắp này thôi, đây, cái dạng cái nắp này thôi này. Đó, và nó bé thôi, nó không to và nó là màu trắng. Thì gia chủ lại chọn một cái cam nó to bằng cái bát con, nó đen xì, nó gắn ở trên cái không gian của chúng ta đen thui lùi, thế nên là nhìn trông nó mất đi cái thẩm mỹ và nó đẹp. Nên là các bạn lựa chọn bất cứ một cái thiết bị nào hay là cái vật dụng gì chúng ta cũng phải suy tính làm sao cho nó phù hợp. Một trong cái điều nữa đó chính là cái lựa chọn cái nguồn sáng đấy. Thì đối với phòng khách ấy, thì chúng ta cần phải có được cái ánh sáng, đa phần là ở quê thì chúng ta tiếp khách ban ngày đấy, hoặc chúng ta tiếp khách ban ngày thì chúng ta cần phải có những cái view nó đẹp. Thì các bạn cũng cần phải tính toán làm sao để cho cái nguồn sáng từ bên ngoài vào nó phù hợp nha các bạn nhé. Và tránh những cái không gian mà
trong cái không gian của chúng ta khi mà đi lại nó bị chồng chéo không gian, không thể nào mà chúng ta mang con gà nó đi qua phòng khách được. Chúng ta cần phải có những không gian phụ để chúng ta mang đồ đi qua phòng khách, nó không bị ảnh hưởng gì đến cái không gian khi mà chúng ta đang ngồi tiếp đón những vị khách rất là sang trọng của chúng ta. Đấy là cũng là một trong những cái lưu ý cho các bạn. Thì vừa rồi Cường đã chia sẻ cho các bạn về một số cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta thiết kế một cái không gian phòng khách, làm sao cho nó đẹp và nó tốt nhất. Thì các bạn mà có nhu cầu mà thiết kế thi công hay chọn gói thực công trình trên toàn quốc thì các bạn là hãy liên hệ trực tiếp với Cường số điện thoại là 0988 799 322, thì Cường sẽ tư vấn cho quý vị các bạn cũng như là thiết kế cho quý vị các bạn những cái không gian nó tốt nhất, nó đẹp nhất và nó chất lượng nhất nha các bạn nha. Cường xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Xin chúc quý vị các bạn là luôn luôn mạnh khỏe, bình an và luôn luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Xin cảm ơn, xin chào và lại quý vị các bạn những video tiếp theo.